Chủ nhật vừa qua 20 tháng 8, buổi tiệc gây quỹ trùng tu Chùa Bà Thiên Hậu San Diego đã được long trọng tổ chức tại nhà hàng Jasmine. Chương trình rất thành công với sự góp mặt của trên dưới 600 người, bao gồm cộng đồng người Trung Hoa và Việt Nam, đại diện chính quyền địa phương và đông đảo văn nghệ sĩ tên tuổi Việt Nam tham dự. VNTV cũng đã có mặt và xin gửi đến quý vị phần phóng sự. Thì như quý vị biết là cái tài sản quý báu nhất của một con người không phải là tiền tài, danh vọng hoặc là sắc đẹp hay là một kiến thức mà phải là... Trước tiên Mai Lệ Huyền xin kính chào tất cả quý vị đồng hương của San Diego. Sở dĩ Mai Lệ Huyền nói là đồng hương vì Mai Lệ Huyền là dân San Diego. Yeah! Và chào Vân Anh, chào đài VNTV của San Diego. Mai Lệ Huyền rất là sung sướng trở về San Diego vì bạn bè ở San Diego không bao giờ quên Mai Lệ Huyền hết. Mỗi lần có một cái gì mà nghĩ tới San Diego và làm cái gì cho cộng đồng là Mai Lệ Huyền đều có mặt. Và Mai Lệ Huyền rất là hãnh diện có một người bạn mà rất thân thương ở đây, đó là tiệm vàng Kim Mỹ. Hai vợ chồng tên là Tú Phương với anh Cường. Thì ngày hôm nay Mai Lệ Huyền đến đây để được đóng góp một bàn tay để xây dựng trùng tu cho cái chùa Bà Thiên Hậu của San Diego. Vì vậy, tối hôm nay, Mai Lệ Huyền mong rằng quý vị cũng đồng tình với Mai Lệ Huyền để chúng ta cùng ủng hộ và vinh danh chùa Bà Thiên Hậu ở San Diego. Dạ. Sở dĩ Thanh Mỹ lên đây đường xá rất là xa xôi, đi 2 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mà chị Kim Mỹ là ông chồng là chủ tịch hội của chùa Thiên Hậu, là người ân của Thanh Mỹ. Thanh Mỹ có một cái hội từ thiện tên là Richard Out Foundation, 25 năm đã thành lập và đã giúp cho bao nhiêu em tàn tật và những người trong các bệnh viện ở nhà thương cần sự sống. Và chị Kim Mỹ là một người đã đóng góp tinh thần và vật chất cho Thanh Mỹ trong suốt bao nhiêu năm qua. Nên nay là vì ân tình đó mà Thanh Mỹ giàu mà có bận cách mấy cũng phải lên đây. Và cảm nghĩ là ở đây địa phương rất là thương nhau, rất là đoàn kết. Một cái buổi gây quỹ như vậy là quá quá sức tưởng tượng. Yeah. Cảm ơn chị. Dạ. Mỗi ngày được khang trang và tốt đẹp hơn để không phụ lòng tin tưởng và thương yêu của quý vị. Xin thay mặt cho ban tổ chức
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và cầu bà linh thiêng phù hộ cho tất cả mọi người trong chúng ta có cuộc sống an lành và tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào. Dân chung đó tôi từ cuối đồng thọ mà tới đây đi bộ đó, đi bộ tình nghĩa mà đi bộ tới đây giúp cái buổi diễn hôm nay. Bữa nay thì nhân cái ngày trùng tôn chùa Thiên Hậu mà cô Y Mỹ và chú Cường tổ chức một buổi tiệc long trọng, dân chung thấy trong lòng rất phấn khởi. Vậy thì xin ca một lớp sàn xê với nhan đề là ngọn đuốc từ bi. Tôi và nữ nghệ sĩ còn đáng bà xuất ở đây gì phải không? Cô biết cô đang làm gì không? Bà thấy đây cô đang lao lên lao chùa bà Phật. Đang lao chùa Phật mà tôi đưa con cho bà có ý nghĩa gì tuổi lên? Ý nghĩa gì vậy ông? Bây giờ tôi với bà quỳ xuống đây để kinh doanh lên.
từng đầu qua trời đất mơ mộng mà trong tôi lại hướng một con đường sự rung động con tim không có thuốc tiếng nào trí ngờ mọi khoảnh khắc mong gặp nàng dừng lại thân nặng nề âm kỳ địa ngục.